Dạ, chào thầy, chào cả lớp. Thì cô vẫn lớp vừa học lớp K1 đến năm của thầy sống đó thầy. Thì quá cái thời gian học á, thì thực sự cô đi tìm cái cân bằng âm dương là cô tìm rất lâu rồi. Cô tìm rất lâu là cô khi bị bệnh chấn thương mặt bị mù là cô khổ lắm. Mọi người cô thì lạnh lắm. Cả đời không có dám bật quạt đó thầy. Rồi cái khi dùng nói chung là từ cái chỗ con người cô như thế này mà có khi cô đi tìm cái cách để chữa bệnh ốm xuống đến 11 kỷ á thầy, ăn ăn cơm gạo lứt muối mè thầy, ai nói cái gì cô cũng cùng nghe hết á, miễn là sao nó khỏe. Thì nói chung là cả một cái chặng đường nó dài lắm mà hôm nay gặp được âm dương khí công của thầy tổ của con cháu, thầy gặp được thầy Trí Việt ấy, thì cô thay đổi được nhiều lắm. Trước hết là về cái lành thì cô cũng chưa thật là hết, nhưng mà bây giờ nó cũng cũng bớt nhiều rồi, bệnh tật nó bớt được nhiều lắm đó thầy. Bệnh tật bớt được nhiều lắm thì cô thấy được là ông xã khen này là bà mình đi công nhận đẹp thật. Bà mình đi hết nhanh rồi. Đó thì thật sự là cô thấy là rất là giá trị, mà có những khi cô đi tìm sức khỏe là cô ngồi thiền, có khi cô ngồi 1 tiếng, có khi cô ngồi 2 tiếng, mà cô ngồi mấy năm trời á thầy. Mà nhưng bây giờ học các cái lớp này thì thực sự cái thời gian nó quá ít này. Cái đồng tiền nó cũng rất là ít luôn, mà lại cái hiệu quả mà để lâu dài là rất to lớn đấy. Cho nên cô học được rồi thì có thể là nhiều cái bổ ích lắm, cho nên cô cũng thấy thấy là rất là may mắn đó, khi gặp được cái phương pháp này thầy. Cô là cái ai nghe nói đến khỏe là kể cả ăn đảo cũng khỏe là cô cũng ăn luôn. Cô có khi cô nhịn ăn 28 ngày thầy, thì uống nước một ngày 2 chai nước trái cây cô cũng ai chỉ là cô làm liền luôn. Thì hôm nay gặp được thầy rất là may mắn này, cảm ơn thầy tổ này, cảm ơn thầy này, cảm ơn cả lớp á. Thì cô cũng mong mọi người nên tham gia vô học á, còn nên tham gia vô học á, cô thấy bổ ích lắm. Thì cô chỉ chia sẻ sơ sơ vậy thôi. Cảm ơn thầy, cảm ơn cả lớp, Dạ. cảm ơn thầy tổ. Cảm ơn cô chia sẻ rất là tình cảm. Cảm ơn cô ạ. Cảm Hôm nay ơn. cô có khách, hôm nay Dạ. cô có khách thì cô phải tắt camera thầy. Dạ. Nếu mà Cảm ơn nghe thầy cô. nói cô phải mở ra để cô tâm sự. Dạ. Cảm ơn cô chia sẻ Chào rất là thầy. tình cảm. Dạ vâng. Xin mời một người mới đi ạ. Thế Nguyễn Thị Thúy giơ tay, xin mời đi ạ. Xin chào thầy Chí Việt, xin chào tất cả lớp. Lần đầu tiên cho Thúy xin tự giới thiệu là Thúy là Nguyễn Thị Thúy, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Phú Yên, Vĩnh Phúc. Lần đầu tiên là cho Thúy xin biết ơn thầy tổ Bùi Quốc Châu và biết ơn thầy Chí Việt. Thúy đã học lớp dưỡng sinh dẫn chẩn vừa xong, vừa khóa khóa 202. Thế thì thấy có lớp mới thì Thúy cũng đăng ký để vào, bởi vì thực ra là thầy Tâm Bình đã dạy, cũng dạy âm dương khí công và Thúy cũng đã luyện tập. Nhưng mà Thúy thấy rằng là cái phương pháp này, ngày xưa Thúy cũng học thiền, học ví dụ ngồi thiền phải mất 1 tiếng thì mới nhận được cái giá trị của nó. Thế nhưng mà hiện từ khi mà học thì mới có ngồi thở 10 đường âm và 10 đường dương thì đã nhận được giá trị rất là lớn, và đã thấy rằng là luồng điện nó vào trong trong cơ thể, nó chạy rầm 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 rầm, thấy rất là hạnh phúc, thấy nhanh mạnh mà thấy hạnh phúc vô cùng. Và chính vì nhận được cái giá trị này và Thúy cũng muốn đăng ký học cái lớp này để muốn được học, được nâng cao hơn nữa và được nhiều học, được nhiều học hỏi nhiều phương pháp hơn nữa để nâng cao sức khỏe của bản thân. Cái đầu tiên là nâng cao sức khỏe bản thân, bởi vì bản thân Thúy là một người là nếu mà nói ra thì bản thân Thúy là một người là bị kháng kháng sinh, bị kháng kháng sinh là rất rất nguy hiểm, thật sự là nguy hiểm. Chính vì vậy là làm thế nào để nâng cao sức khỏe cho chính bản thân mình đã, xong rồi là nếu giúp đỡ được cái tâm nguyện của Thúy là lại cũng được học theo các thầy để lại được tin lan tỏa và chia sẻ, đó đó là điều hạnh phúc nhất. Nhưng với điều kiện mình phải
có sức khỏe đã. Mình có sức khỏe được thì mình mới nói được, làm được. Điều đó mới là cái giá trị. Biết ơn thầy Chí Chí Việt, và biết ơn tất cả lớp đã lắng nghe câu chuyện của Thúy. Biết ơn rất nhiều ạ. Vâng, xin cảm ơn chị Nhân Đi Thúy chia sẻ rất là tình cảm đúng không? Và xin mời chị Thanh Huyền ạ, thì chị giơ tay. Xin mời đi ạ. Chị ấn vào cái micro ấy. Cũng chưa được. Chị phải ấn micro thì mới nói được. Dạ. Được rồi Xin đấy. chào thầy và chào cả lớp ạ. Dạ, Dạ vâng, được rồi em lúc nãy em giơ tay, dạ em xin phép là em là đấy. người mới tinh ở trong lớp này ạ. Được ạ, những Cảm người ơn. nói được, giao lưu với lớp. Con em xin được giới thiệu là em là một người rất là đặc biệt, là em bị biến chứng của tiểu đường và bị hiện nay là mắt bị mù và bị suy thận nặng và đang chạy thận. Thì em cũng nhận được cái giá trị của cái môn âm dương khí công này rất là tuyệt vời. Thì khi em có học qua cái lớp tuyển trần căn bản, và em thấy rằng là thực hành ấy, thì là nó nâng cao cái sức khỏe của em không có bị hụt hơi đấy. Và cái cơ thể của em ấy là nó ấm dần lên, chân tay nó trước là nó lạnh, và khi mà em thực hành thì em có cảm nhận được là cái hơi ấm ở trong người em ấy, là nó có cảm nhận là nó có cái tín hiệu ấy đấy. Thì em thấy rằng là em tiếp nhận được, tiếp thu được cái môn này, và em cũng rất là biết ơn thầy Tổ Bối Quốc Châu và biết ơn thầy Chí Việt đã tạo điều kiện và để cho em học cái lớp này. Thì cùng với cả thầy Bùi Tấn thì em cũng xin rằng là xin xin biết ơn thầy, cũng không biết nói gì hơn, và mong rằng là em sẽ nhận được cái giá trị đích thực của bài học, để và chưa hết là nâng cao sức khỏe. Cái thứ hai nữa là cái tâm nguyện của em cũng như bạn là bạn Thúy là lan tỏa được ra cộng đồng xã hội và có thể giúp đỡ được nhiều người hơn ạ. Dạ em Yeah. xin hết ạ. Cảm ơn chị. Chúc chị đạt được cái giá trị lớn trong cái chương trình học này nhá. Và cái Dạ. tôi tin rằng nếu mà mình luyện tập đủ ấy ạ, thì là cái chứng bệnh của mình nó sẽ được đẩy lùi và mình sẽ kiểm soát được nó, mình sẽ làm chủ được nó và mình sẽ có một cái đời sống nó khỏe mạnh hơn. Tôi tin điều đó. Cảm ơn chị, Dạ. chào mừng chị đến với lớp. Dạ vâng ạ. Và tôi xin phép mời thêm một người nữa vì thấy có một người nữa giơ tay. Xin mời anh Bảo Tường đúng không ạ, CX8. À, đúng. Chào thầy. Dạ Thầy nghe rõ không thầy? rõ ạ. Rồi. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia lớp này, thì tôi biết được cái lớp này từ ngày 4 tới tháng 11 vừa rồi. 4 tháng 11 vừa rồi thì vừa mới dở ra trang web thì nó vừa mới qua lớp. Vừa qua cái lớp 3 tháng 11, mình nghĩ chắc chắc mình phải đợi khóa mới của năm của tháng sau, tháng 12. Nhưng mà đùng cái tự nhiên giờ đi lục 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 lại thì thấy ngày hôm nay là có mở lớp lại. Thì vô lớp Zoom thì mới biết là cái lớp ngày 3 tháng 11 bị dời lại thành 13 tháng 11. Nên chắc là mình cũng có duyên với lớp này. Nên tôi quyết định tôi đăng ký tôi học lớp này luôn. Thật sự mà nói thì tôi cũng coi trên YouTube cũng có chỉ thở đường dương đường âm. Thì với mình thì tính cách là mình muốn học hỏi, học từ gốc tới ngọn, chứ mình không muốn học kiểu lưng lửng. Nên tôi quyết định tôi đăng ký lớp này tôi học. Và tôi vừa mới đăng ký buổi sáng hôm nay luôn, và tối hôm nay tôi tham dự lớp này. Rất cảm Ồ, thế ạ. Dạ. ơn ban tổ chức, cảm ơn thầy Bùi Dạ. Quốc Châu có điều kiện để tôi được học thêm được nhiều cái gì đó hay ho ho. Chứ thật sự mà nói, tôi nói cái học để chữa bệnh thì tôi bản thân hiện nay thì tôi cảm nhận rằng mình chưa có cái bệnh gì gọi là nghiêm trọng để mà học hết, nhưng mà mình vẫn muốn học để mình tăng cường cái sức khỏe, tăng cường cái đề kháng của mình lên. Vâng. Xin cảm ơn thầy. Vâng, chào mừng anh đến với lớp.
Nghĩa là nay đã khỏe và đi học để khỏe hơn đúng không ạ? Chào mừng. Nghĩa là hình như có duyên đúng không ạ? Nghĩa là khai giảng ngày 3 nhưng mà lại lùi lại cho đến tận 13. Đúng là như vậy. Cảm ơn mọi người. Thế thì lớp của chúng ta sẽ còn rất nhiều các câu chuyện khác nữa. Thì chúng ta sẽ giao lưu dần nhé. Đúng không ạ? Sẽ giao lưu dần trong cái chương trình học. Có một điều quan trọng tôi cũng đã nhắn lên trên lớp là các cô bác anh chị mọi người vui lòng đánh dấu bảng chẩn đoán âm dương hàn nhiệt được không ạ, đặc biệt những người mới chứ không phải để tìm tỷ lệ vàng đâu ạ. Tỷ lệ vàng chỉ là một cái phần thôi, phần quan trọng thôi, nhưng cái chính khi chúng ta làm như vậy chúng ta sẽ hiểu mình hơn, sẽ biết rằng mình nhiều âm hay nhiều dương, chứng của mình là như thế nào đúng không ạ, tạng của mình ra làm sao, tất cả những cái đó nó mới là cái điều quan trọng. Mình đi học để mình chữa cho mình mà. Đúng không ạ? Cho nên các cô bác anh chị hãy lưu lại tất cả các bản chẩn đoán âm dương hạt nhân đó. Tỷ lệ vàng chỉ là một phần thôi, phần quan trọng thôi. Nhưng cái chính là cái phải hiểu bản thân mình nhất. Điều thứ hai, chúng ta cần phải liệt kê đủ các chứng bệnh của mình đang có. Mọi người có thấy rằng trong cái bảng chẩn đoán đó có một cái mục là liệt kê các chứng bệnh của mình. Quý cô bác anh chị có thể viết điều đó ở trên máy tính, trên điện thoại, hoặc tôi vẫn hay thường bảo với các lớp ấy, chúng ta là một quyển sổ tay nho nhỏ. Đúng không ạ? Nho nhỏ thôi, bé bé thôi. Mua ở ngoài tiệm tạp hóa, tiệm giấy văn phòng phẩm 10.000, 15.000 một quyển nhỏ. Nó giống như cái quyển sổ y bạ của mình khi đến bệnh viện ấy. Đúng không ạ? Chúng ta chỉ khi nào ốm mới đến một cái nơi họ cấp cho một cái quyển và quyển đó ghi các vấn đề của mình. Chứng bệnh là gì, ra làm sao, và các giải pháp, các phác đồ, các viên thuốc uống vào những lúc nào, rồi chúng ta tự mang về và sử dụng. Thế nhưng ngày nay khi chúng ta đang đi học các cái bộ môn như thế này, là chúng ta đang tiến tới cái việc chúng ta tự là bác sĩ của chính mình, hay là chúng ta là huấn luyện viên của chính mình, hay tự chúng ta là người cứu mình, giúp mình, đúng không ạ? Thế thì để mà làm điều đó thì chúng ta cần phải biết mình đang gặp tình trạng nào. Mặc dù cơ thể của chúng ta, mình là một người hiểu mình nhất, nhưng chúng ta cũng cần phải có gì ạ? Sự khoa học ở đây, nghĩa là chúng ta cần phải dành ra cho nó một chút cái sự liệt kê, sự thống kê các cái chứng bệnh của mình. Mọi người có làm điều đấy anh không ạ? Chắc rất là dễ thôi. Chúng ta viết vào đâu cũng được, chỗ nào đó. Thế thì ngay đầu khóa học chúng ta liệt kê ra cho bản thân mình có bao nhiêu cái chứng bệnh. Bệnh mãn tính, đúng không ạ? Từ bao nhiêu năm cho đến ngày hôm nay. Rồi một số bệnh cấp tính có thể gặp phải. Rồi gì nữa ạ? Trong cái khóa học này sẽ có hơn một tháng chúng ta làm việc, chúng ta thực hành, chúng ta có giải pháp và chúng ta thay đổi cái tình trạng sức khỏe của mình. Thế thì sau một tháng đó, các cái bệnh đấy của mình nó có bớt hay không? Thế thì lúc này chúng ta có gì ạ? À? Một cái quyển sổ chúng ta theo dõi theo ngày, theo tuần và theo tháng các chứng bệnh của mình. Thế thì đấy chính là một cái câu trả lời cho cái việc là chúng ta đi học cái bộ môn này nó có hiệu quả hay không? Chúng ta có thể liệt kê các cái chứng bệnh của chính bản thân mình hoặc của chính người thân của mình. Bên cạnh đó, chúng ta ghi cái cách xử lý. Cột thứ ba, chúng ta ghi phần kết quả. Có dễ không mọi người? Cột một là các vấn đề. Cột hai là cách xử lý. Cột ba là kết quả. Kết quả có thể ghi theo ngày. Cái diễn biến của bệnh có thể theo ngày, theo tuần, theo tháng. Có làm được không các cô anh chị? Cháu nghĩ là nó rất là dễ, không phức tạp tí nào cả. Chúng ta có thể ghi vào điện thoại, ghi vào máy tính bảng, hoặc viết ra ở cái phần sổ giấy ở trong nhà mình. Thì tôi mong rằng là các cô bác anh chị chúng ta cũng có thể làm được điều đó. Được chưa ạ? Mọi người nhớ nhá, phải nhớ điều đó. Buổi một ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm quen về phương pháp. Chúng ta sẽ bắt đầu đi từ những cái phần đầu tiên. Để nói về âm dương khí công Bửu Bức Châu thì điều đầu tiên chúng ta phải nói về thầy của mình, thầy tổ Bửu Bức Châu. Thế giới có rất nhiều người phong tặng
có rất nhiều các tổ chức phong tặng cho thầy. Chúng ta lên Google trên mạng, chúng ta chỉ cần gõ giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu ra thì có hàng triệu kết quả. Có rất nhiều các chứng thư, có rất nhiều các công trình được vinh danh, có rất nhiều các gì ạ? Các tên gọi, các gì ạ? Danh xưng mà bạn bè quốc tế, các tổ chức y học quốc tế, các trường đại học trên quốc tế phong tặng cho thầy. Từ châu Âu, châu Mỹ, châu Á. Đúng không ạ? Đấy là nói về cái hình thức mà thế giới họ công nhận. Nhưng một cái điều mà tôi muốn mọi người quan tâm, chính cái việc mà chúng ta quan tâm đến cái điều này, chúng ta sẽ học tốt hơn. Đó là chúng ta cần phải biết rằng tất cả các công trình của thầy nhằm một mục đích, đó là điều đầu tiên là dành cho người Việt Nam mình. Thật sự là xúc động như vậy mọi người. Dành cho người Việt Nam mình. Thầy mong muốn dân tộc Việt Nam mình là một dân tộc khỏe. Thầy mong muốn dân tộc Việt Nam mình là một dân tộc thông minh, một dân tộc kiệt xuất, một dân tộc gì ạ? Có mùi thơm, một dân tộc vĩ đại. Thầy mong muốn điều đó. Thông qua những công trình phát minh của thầy, chúng ta có thể đạt được điều đó. Điều đầu tiên chúng ta có thể khỏe được. Có bệnh thì bớt bệnh. Những ai chưa có bệnh thì phòng được bệnh. Công trình của thầy thì rất nhiều. Thầy quan tâm từ những em bé trong bụng mẹ có thai giáo Việt Nam. Thầy quan tâm từng bữa ăn trong mỗi gia đình có ẩm thực dưỡng sinh. Thầy quan tâm đến tập thể dục hàng ngày có thể dục tự ý Bùi Quốc Châu. Thầy quan tâm đến hơi thở chữa bệnh, hơi thở dưỡng sinh. Thì thầy có âm dương khí công Bùi Quốc Châu. Và thầy có một cái bộ môn mà đại đa số rất nhiều người biết, đó là diện trần. Nghĩa là một bộ môn tác động, điều trị và chữa bệnh của người khác. Thầy còn làm đẹp nữa là Việt massage. Có rất 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 nhiều cái công trình và cho đến ngày hôm nay thầy vẫn đang phát minh tiếp. Thầy in mấy nghìn câu tâm ngôn là giúp cho chúng ta được khỏe mạnh về trong tinh thần. Chữa bệnh từ tâm đấy ạ. Hát để chữa bệnh, nói để chữa bệnh, đọc sách để chữa bệnh. Tất cả mọi thứ đấy thầy phát minh là nhằm mục đích là vì con người và đặc biệt là vì dân tộc Việt Nam. Nhưng một điều rất là tuyệt vời là bạn bè trên thế giới họ cũng cảm nhận điều đó. Thế nên hàng năm là có hàng trăm nghìn cho đến hàng triệu người tiếp cận đến bộ môn này trên toàn thế Ngày xưa trước Covid ấy, là có các cái đoàn học viên từ châu Âu, đặc biệt là từ Ý, từ Pháp về rất là nhiều. Học các khóa căn bản, học các khóa nâng cao tại Việt Nam mình. Đây là một điều tự hào lớn. Mỗi khi chúng tôi nhắc đến điều này là sự thấy là tự hào, xúc động đấy. Một người có để ý thấy rằng là đối với dân tộc của chúng ta ấy, nếu chúng ta muốn đi học một cái điều gì đó mang tính cấp tiến và mới, đa phần sẽ phải gì ạ? Học của trên thế giới. Đúng không các anh chị? Và chúng ta phải bỏ rất nhiều tiền. Nhưng mà đây là một trong những bộ môn mà thế giới phải về Việt Nam học. Mời giảng viên Việt Nam học dạy, mời giáo viên Việt Nam đào tạo. Và chúng ta tự hào rằng họ học và họ phải mời những người phiên dịch, hoặc là chúng tôi hay nói vui ý ạ, bạn muốn học giỏi các cái bộ môn này, các bạn phải học tiếng Việt Nam. Đây là điều tuyệt vời nhất dành cho dân tộc của chúng ta. Xin cả lớp một tràng vỗ tay dành cho thầy tổ của chúng ta đi ạ. Chúng ta có thể mất chút thời gian, chúng ta lên trên mạng nó tìm hiểu thêm, đúng không ạ? Đây là một điều rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Một điều đặc biệt hơn, các phương pháp này nó không khó. Thầy Châu có một tiêu chí là đơn giản hóa để đại chúng hóa. Thế nên chương trình học này của chúng ta đi từ gì ạ, căn bản cho đến thực hành chuyên sâu thì cũng mọi thứ đều đơn giản để ai cũng có thể làm được. Mọi người nhớ điều đó giúp tôi nhé. Nên hãy tự tin học. Có rất nhiều người đến với lớp đặt câu hỏi rằng là không biết là mình có học được không? Mình ốm yếu thế này, mình nhận thức thế này, mình chậm thế này, mình nhiều tuổi thế này, mình ở vùng sâu, vùng xa thế này, không biết mình có học tốt được hay không? Hay lại học âm dương công lại phải học trực tiếp mới được?
Dạ không ạ. Trải qua rất nhiều năm tháng và đặc biệt phải cảm ơn COVID là đã cho một cái trải nghiệm, đó là chúng ta có thể làm việc với nhau từ xa và hiệu quả vẫn được đảm bảo. Tất cả cô ba anh chị đều có gì ạ? Thể học được âm dương khí công và ứng dụng rất là tốt cho chính bản thân mình. Cho dù cái chứng bệnh đó trong cơ thể của chúng ta nó nặng đến đâu, nó hiểm nghèo đến đâu đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn luôn có thêm một giải pháp về cách thở khí công để chữa bệnh. Lúc nào cũng có giải pháp. Cho dù ngoài kia hết giải pháp rồi thì đối với âm dương khí công vẫn còn giải pháp. Bởi vì sao? Chúng ta vẫn còn thở thì chúng ta vẫn còn điều được khí. Và lúc này chúng ta vẫn còn cơ hội chữa bệnh. Đây là điểm đặc biệt của âm dương khí công. Các bộ môn khác, các phương pháp khác, chúng ta phải có gì ạ? Các cái điều kiện. Ví dụ như làm dễ trần phải có dụng cụ này, phải hiểu về huyệt này, hoặc là cái cách cách chữa kể cả không dùng huyệt. Đúng không ạ? Lớp của chúng ta đây có nhiều người học diễn trần đúng không ạ? Đã từng học ấy. Chắc là có ấy. Có gì ạ? Tìm hiểu có. Rồi chúng ta muốn gì ạ? Tập thể dục thì chúng ta cũng phải có thời gian. Chúng ta phải có gì ạ? Cái chỗ để tập. Đúng không ạ? Chúng ta ăn uống thì cũng phải có đi mua sắm. Cũng phải gì ạ? Chọn cái chợ nào đó để mua. Muốn ăn uống chữa bệnh chúng ta cũng phải bỏ thời gian. Bỏ gì ạ? Công sức nghiên cứu để tìm hiểu. Đúng không ạ? Phải bỏ tiền ra mua. Có nhiều người bảo là từ hồi chị chuyển sang cái chế độ ăn mới này, còn nhiều tiền hơn cả ngày xưa ăn ăn bình thường ăn thịt. Đấy, có nhiều người nói như vậy. Và nhiều các cái điều kiện khác nữa chúng ta mới có thể thực hiện được. Nhưng có một cái điều hay ho và tuyệt vời. Chúng ta miễn là đang còn thở, tôi hay nói vui thế ạ. Miễn là đang còn thở là chúng ta vẫn sử dụng hơi thở khí công để chữa bệnh được. Đây là điểm tuyệt vời của phương pháp này. Đơn giản, dễ tập và ngay lập tức có thể sử dụng được. Đối với nhiều người, hơi thở âm dương khí công có thể tác động ngay lập tức. Tôi lấy ví dụ, thở đường dương, họ ngay lập tức cảm giác người nó nóng ấy. Ví dụ thế. Thở đường âm, cảm giác chân lạnh luôn. Ngay lập tức mọi người nhé. Có nhiều người đang có một cơn đau, ngay lập tức thở vài đường, cơn đau thì nó giảm 6-70%. Cơn cao huyết áp đang đến, thở vài đường âm tự nhiên giảm luôn. Khóa học trước đấy ạ, có người đang bơi ở ngoài biển, đau bụng đấy, cách biển, cách cách bờ khoảng 1 cây số, có một cơn đau bụng cấp. Lúc đấy thì không có gì có thể cứu được mình. Bác sĩ thì không, thuốc men không, dụng cụ không, cô ấy gì ạ? Thở. Thế là nằm ngửa ra thở vài đường khí công, cơn đau bụng để nó được giảm luôn và an toàn quay vào bờ. Đây là những gì ạ? Báo cáo rất thực tế. Thì đấy là điểm đặc biệt riêng có của khí công, nghĩa là thông qua hơi thở để chữa bệnh. Thế thì hơi thở này nó khác gì với các hơi thở khác? Đại đa số nếu mà mọi người tìm hiểu ý ạ, trên thế giới hiện nay thì có rất nhiều các phương pháp thở. Rất nhiều các phương pháp thở.